xe này á, là nó xì bô nhưng mà không phải xì bô nha anh em, phải nói là dính xương nữa rồi. Rồi xin chào anh em, đã quay lại kênh của Thành. Thì hôm nay mình có sửa lỗi một chiếc siêu 62 nha, siêu 62. Thì cái xe này làm 62 35 triệu. Đây là theo lời chủ xe nói thôi. Thì gồm có những gì? Thì ở đây thì có một cái tay ga bao nặng nha, rất là nặng, thì mọi thứ cũng rất là bình thường, không có gì, cũng giống như những chỗ khác người ta làm thôi. Thì cũng hồng xăng lớn rồi, cái co gió lớn rồi, cái lọc trụ đó. Thì đó là những cái phần mà hồng xăng. Thì có cái tay ga bao nặng. Thì xuống cái phần máy thì bị sao? Phần đầu thì ở đây thì mình thấy có một cái bộ là xo, thì đầu cũng như đuôi, đuôi cũng như đầu nha, cũng không có thương hiệu gì đó, cũng không có thương hiệu gì. Đây là xo nhỏ cũng vậy luôn, đầu cũng như đuôi, đuôi như đầu là không thương hiệu gì. Thì hàng này cũng không có cái thương hiệu gì hết, coi như là đồ hàng chợ, hàng rẻ tiền. Rồi thì phần nữa là cây cam. Thì cái phần cam này á cũng thấy có vẻ là khá là lớn. Thì mình chạy thử xe này, cái máy rất là nặng, rất là ì đó, thì có thể là người ta đã vô cái cây cam quá lớn ha, máy rất là nặng, rất là ì. Rồi thì cũng có một cái lồng 62 ECS, Winner X 62 ECS. Thì trái bê tông thì cũng vớt rồi kia, cũng canh nén rồi, mọi thứ ok ngon lành. Chỉ có một cái nữa là cái phần đầu, thì anh em nhìn đây là biết này. Nói chung là xe này thì cũng bị quật khá là nhiều nha. Đó thì cái bu rì cháy này, cái xe này nó xì bô nhưng không phải xì bô. Cho dù đi làm bô tất cả ở khu vực Thủ Đức này, thấy cái xe này người ta sợ hết luôn rồi. Nó không phải xì bô, mấy ông làm bô á là thấy cái xe này là sợ hết, không có dám nhận nữa. Là nó nằm ở trong cái đầu nha, người ta móc cái đầu quá lố thì mới lúng á. Thì mình sẽ chèn một đoạn video cho anh em xem này. Lúng đó, con dấu lúng á, rồi lúng lỗ nha. Thì đây sao thấy thì mình bít lại rồi nè, này mình bít lại rồi, nó hết xì rồi. Rồi cái đoạn video mình sẽ dàn vô cho anh em thấy là nó bị người ta móc, bị lúng cái đầu nha. Thì chắc chắn anh em sẽ hỏi là tại sao chủ xe không mang đến cái chỗ mà người ta làm mà mang đến chỗ mình. Thì chủ xe cũng mang đến cái chỗ đó nhưng người ta làm xong rồi cũng không hết nha, cũng không hết, xong rồi đâu nó vào đấy. Thì chủ xe bắt đầu mới đi làm bô, kiếm làm bô tất cả mọi chỗ luôn, nó vẫn không hết. Cái tiếng xì bô nhưng mà không phải xì bô là do người ta móc lúng cái đầu. Lúng cái đầu thì nó lúng qua phần bu ri cháy, bu ri này thì mình tháo ra mình sẽ thấy cái bu ri cháy này đó. Bu ri này em thấy nó cháy đen không, nó cháy một bên này, bên này trắng này, tắt cái tí đó, bên này trắng này, bên này cháy này. Rồi thì cái này gọi là xương ha, thịt người ta ăn hết rồi, giờ còn là phần mình xương. Thì lỡ là mình làm phần bô tốn công hết cả ngày thì buộc là mình phải theo luôn, tại mình làm không hết thì mình đâu có lấy tiền đâu. Thì giờ mình sẽ làm hết đỡ êm, xong rồi mình mới tính tiền công được. Rồi thì chủ xe quyết định là rút cái đầu, tháo đầu xuống thì mình làm, bây giờ chuẩn bị mình gắn lên đó. Thì riêng cái phần bô mà thay hết tất cả các cái bô, thay bô zin, thay tất cả các cái bô vô, nó vẫn không hết tiếng xì bô nha. Thì do là bị lúng cái đầu rồi. Thì cái này giống như là dính xương rồi, lỡ theo luôn thôi, chứ thật ra là những cái phần này làm rất là cực mà không tính được bao nhiêu tiền nha. Đó thì mình theo luôn. Thì cái phần này 35 triệu thì chủ xe người ta làm, người ta nói thôi, chứ cũng mình cũng không biết là như thế nào. Thì có thể là đúng là như vậy, đồ đạc thì mình thấy mọi thứ vẫn rất bình thường. Rồi chủ xe là làm xe này xong là nói là bán xe. Thật sự là những xe này nếu mà mình cân chỉnh lại thì có thể rất ok nha. Mình làm cho cái hồng ga nó nhẹ lại, hồng ga nhẹ lại này, hồng ga làm cho nhẹ lại. Rồi cái cam thì mình sẽ chọn mẫu cam nó tương đối là phù hợp với cái cấu hình 62 này, đi rất là ngon. Thì chủ xe quyết định bán thì tùy thôi, nhưng mà mình có thể làm cái xe này đi rất là mượt ở ga đầu và lực ở ga cuối nha. Đó thì mình chọn cái cam nó phù hợp, còn cam này cũng rất là lớn, mình chạy thử rồi rất là chán. Cộng thêm cái nồi nữa, cái nồi phải bốp, phải nói là nặng, cực kỳ nặng luôn. Đó thì thời gian đi thì nó sẽ giải thôi. Xe này làm được 1 năm rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành là ráp lên. Đấy thì đây quay cho anh em xem tham khảo thôi, chứ không có gì hết.
Rồi 62 bị lún cái đầu, khắc phục xong. Ngon lành nha. Ru nè, má mà hơi cay quái đạn ra. Nè cái thứ tí. Nè cái thứ anh. Nè nghe đó. À, dữ quá. Rồi. Bao lực luôn. Lực hơn cháu mực nữa. Rồi, thì cái phần đầu có làm là swap á. Hơi nó phà ra rất là mạnh ha, căng. Rồi thì xe này mình chủ xe yêu cầu làm đến đâu mình làm đó thôi, chứ không có làm nhiều nha. Chỉ có khắc phục lại cái lỗi mà bể bô nha, khắc phục lại cái lỗi mà bể bô, nhưng mà làm bô không bao giờ hết. Rồi thì những anh em nào mà đang có nhu cầu bị đang gặp những trường hợp mà bị lỗi gì đó thì 62 65 quần tí ồn dữ tí. Cái lỗi 62, 65 hoặc là những cái bài lớn mà bị sau đó thì không ok á, thì cứ qua đây mình fix lại cho anh em ha. Ok, ngon lành luôn. Rồi thì giờ để trả xe ha. Chào tất cả 500 anh em.